Ok, chào anh em nha, mình là Craybatt. Hôm nay em tiếp tục đến Pokemon Unite em ơi. Nếu em thấy hay thì một like, một share, một đăng ký hộ mình nha. Mình cảm ơn em rất nhiều. Nếu hiểu được chia đường mà cũng giành nữa. Chia đường mà cũng tranh nhau thì thôi chứ. Không còn gì để nói luôn. Ăn đi, ăn đi, ăn đi, ăn đi. Để cho con Mika nó làm gì đó nó làm. Chứ chờ hồi kêu ông phép mà lâu quá nhỉ. Ngồi xong anh em ơi. Bít cửa về rồi. Ném được một phép rồi bít cửa về luôn. Ngồi xong con Venusaur đi luôn. Chán hết muốn nói. Ừ thì cũng trâu, rồi từ nó gặt. Mình thấy nó gặt rồi mình né xa rồi nhưng mà vẫn không được. Bị gì thế này, cứ ra rồi lên bảng, thế này là sao? Cứ hồi sinh ra rồi nó lại cho lên bảng thế này sao mà đánh? Em biết kêu méo vậy, đây. Rồi làm sao để chạy đây? Vậy thế mà đứng im biến về mà cũng được nữa. Nhưng mới tội cứ trên thọt quá anh em ạ. À nhầm, cứ dưới thọt quá. Phải vào rừng farm đó. Chứ thọt quá không đánh được. Giờ mới cấp 4 mà. Trong khi đó con Ayumarill nó đã cấp 7 rồi. Rừng thì không ai farm, cứ tiếp đa đấm nhau thôi. Ok. Chạy hộ. Mình không đánh bạn được thì mình ném cầu thôi. Thôi. Vừa đi, vừa đi. Vừa đi. Quay vừa đi. Trâu đã lâu không chết bạn ơi. Cứ trên thì hơi to, nhưng mà mình ở cứ dưới mình farm kiếm tích cái đàm anh em. Đang tích đàm ấy. Khó nhờ, bây giờ nhảy vào ném thì lại không có đường về. Vừa mới cất cánh rồi, tại mình tham á, phải đấy mình tham vào tích đam á. Ăn máu kìa, Úi ôi, nó gặt kìa. Nó gặt thế sao đánh. Ngoài dù Mario nó gặt thế không mà đỡ được. Tem cấp cũng cấp 7, cấp 8 cũng được mà sao đánh gì trời. Tem cấp thì cũng có nhưng mà đánh đi. Nó cứ ngáo ngáo kêu gì vậy? Nó cứ ngáo ngáo kêu gì vậy? Gardevoir làm gì đây? Gardevoir làm gì được? Mất con mất trên rồi. Ôi trời ơi. Khó thế. Nó gặp kìa. Đây bó rồi, mình đứng đây này bạn ơi. Bạn đi vào là mình là mệt. Là bạn mệt với mình đấy.
Quần cầu này. Thôi lôi lôi lôi. Mấy bạn có biết cái từ lôi về không? Phải tem à, tem không biết cái lôi là cái gì luôn anh em ạ. Cỡ nào cũng nhào vào đánh thôi. Về thì không biết về đâu, cứ cỡ nào cũng lao lên đánh đấy. Tem mình kiểu không biết mặc kệ tem bạn bao nhiêu người anh em ạ, cứ lao lên đánh trước à, tính sau. Hồi ngay từ từ. Cứ từ từ. Cứ từ từ. Còn ai vô Mario nữa. Mà không thấy đâu, thôi đi về đi. À, thằng niên ăn boss ở dưới anh em ạ. Thằng niên ai vô Mario ăn boss ở dưới à. Rồi vẫn còn nhiều máu. Cái gì đấy, bấm ulti rồi mà không ăn được thì sao? Quái à, mình nhảy vào bấm ulti mà không xài được anh em ạ, thế nó mới đau chứ. Từ 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 từ. Bika Bika chạy ngay, khó quá anh em, cứ ràng phát là bốc hơi, ràng phát bốc hơi thôi, không né được, cứ vào là không có rút về được ấy. Kiểu mình bay vô mình không có kêu để chạy ra lại anh em, biết thế cầm tóc biến rồi coi, cầm tóc biến kiểu mình nhảy vô xong mình có kêu bay ra lại ấy, thì nó cũng đỡ. Này thì châu, này thì châu gì đấy. Thôi bỏ 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 bỏ. Lại mất boss nữa. Ok. Thôi săn mồi. Bây giờ còn hiệu ứng. Hiệu ứng mình có nên nhảy vào mình ném cầu luôn không ta? Cái con Venusaur nó mòn mòn. Nó mòn mòn nó ném nửa cái dưới luôn anh em ạ. Bây giờ có ném được không này? Ủa mà bạn nhảy đi bạn ơi. Ok. Revia còn nhiều. Revia còn nhiều máu. Thôi. Thôi. Ông bó lông, bó lông. Tìm mình thiếu người này. Ăn được không trời. Thôi. Lui. Còn con ma cây à. Okay. Ok, win anh em ơi, tại tìm mạng thiếu người ấy, tìm mạng hàng luôn anh em ạ. Được MVP anh em ơi. Được 208 cầu với 12 kill anh em ạ. Do mình cầm hiệu ứng ném cầu ấy, thì mình đi ném cầu lén cũng được khá là nhiều. Ok, chào anh em nhé.